chân cầu Tây Ba, bắc qua con sông cùng tên để về với ngôi chợ trăm năm tuổi khác của Huế, chợ Tây Ba. Nằm trên đất của làng Tây Thành, một trong 59 ngôi làng cổ của huyện Đan Điền, nay là huyện Quảng Điền của Thừa Thiên Huế. Đất của làng cùng con sông xanh trong, ôm tròn phía Tây của thành cổ Hoài Châu nên mới có tên là Tây Thành. Trong Ô Châu Cần Lục, một phong tục tổng luận, học giả Dương Văn An đã từng viết: làng La Vân có nếp văn vật, làng Khúc Ốc có thỏi xưởng ca, lúa niêm phò còn thô, vải thư chỉ đã mìn, lúa mạ đầy đồng đốc giả, gái trai tụ ở Tây Thành. Còn cuộc sống của người xưa thì ông viết: sông hồ lầy lội, dùng thuyền tiện hơn đi bộ, đất đai phì nhiêu nên được thóc mà không cần dùng công khỏi nhọc. Mới thấy làng Tây Thành xưa luôn đông vui nhộn nhịp, nam thanh nữ tú lao động ngày đêm, đúng là ít nơi có được. Và để hiểu hơn về cuộc sống năm xưa, thân mời quý vị cùng gặp gỡ nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, vị khách mời quen thuộc của chương trình. Thưa ông, câu chuyện của làng Tây Thành bắt đầu như thế nào ạ? Mãi cho đến 1471, làng Tây Ba này mới ra đời. Nó nằm ở phía Tây của Hoài Châu, cho nên gọi là Tây Thành, cũng gọi thêm cái gò đất phía xưa là Tây Pha, mà người Việt ta gọi trại là Tây Ba. Như vậy là một làng thành lập đợt thứ hai trên vùng đất của Hoài Châu này. Trên cái vùng đồng điền ven cái thành Hoài Châu này, cư dân làng Tây Thành đã sống với nghề nông nghiệp trồng lúa. Ta sẽ thấy dòng sông Tây Thành nó chảy qua như thế này là một đường nước đi vào thành Hoài Châu, gợi cho chúng ta những cái ngày gian khổ xa xưa vào những cái thế kỷ 14, khi nhân dân của Hoài Châu vừa phải lo đắp đường, vừa phải lo bảo vệ thành phía nam của đất nước. Nhưng cái may mắn cho Tây Thành là từ khi lập làng vào 1471 thì không khí hòa bình đã trở lại và nhân dân đã có một cái cuộc sống ấm no. Mở đầu nơi phía tây của cái tòa thành Hoài Châu đã yên ổn trong hòa bình. Xin cảm ơn ông. Và trước khi đến với những câu chuyện thú vị khác, thân mời ông cùng Thùy Trang vào phía bên trong chờ để thưởng thức một bữa ăn sáng đậm đà hương vị làng quê ở nơi đây. Là chợ liên làng nên Tây Ba có khá nhiều gian hàng ẩm thực phục vụ cho nhu cầu ăn uống của người dân trong vùng. Nhiều gánh hàng ăn uống đã hoạt động qua một hai thế hệ, luôn giữ gìn hương vị truyền thống và bí quyết gia truyền, đậm đà phong vị quê hương. Thì ông cảm thấy như thế nào về hương vị của bún ở đây ạ? Vị này là rất đậm đà, tất cả cái hương vị đều thấm, mùi ruốc nó đậm, nó lẫn vào trong, nó lan tỏa bên trong. Chợ Tây Ba trước đây không phải là nằm ở vị trí này đúng không? Như vậy là mười mấy năm về trước á, là chợ nằm ở bên kia cầu, đúng là đất cửa Tây Ba cũ. Bây giờ là xã quy hoạch để đưa qua bên này cho rộng rãi hơn, lấy khu vực bên này để làm cái công viên nhỏ nhỏ, có điều kiện để mà phát triển chợ, đúng lúc mua bán hơn. Con thấy là cái quán bún của gì là đã có tên trong danh sách food đi những cái món ăn nổi tiếng của Huế. Có lẽ là khách du lịch về đây ăn cũng đông đúng không ạ? Khách xa của đời ăn đông. Nấu ở nhà đem ra hay là mình nấu đấy? Ra đấy là Huế khoảng 4 tuổi. Xương giò nó còn đem phải cào luôn, làm sạch sẽ, trong thả cho sôi chập thì là mềm mềm cho gia vị vô. Là cái thịt là mềm, cái gì mềm cũng cắn đầy đủ, chứ cũng nếm vô chừng. Chợ Tây Ba tấp nập từ rất sớm đến quả trưa là tan. Thời mà làng nào cũng có chợ thì chức năng của ngôi chợ liên làng ngày càng nhỏ đi, gần như chỉ là nơi mua bán của cư dân quanh làng. Người dân giờ tiền đâu thì mua đó. Chỉ những nhu cầu thực phẩm nhiều họ mới đến chợ xã, chợ huyện. Đó là chưa kể đến những gánh hàng rong rao đến tận cửa nhà. Chợ vắng hơn cũng vì vậy. Thịt heo bây giờ giá có ổn định hơn so với trước không ạ? Rẻ hơn mà được. Còn 130, 120, 150. Heo đấy là mình lấy hàng ở đâu vậy? Em rẻ một cái nó từ một thôi. Giá 387 mà. Cái gì bỏ một giá không đâu mà. Bỏ được thử nha. Thế điểm này là cáo điểm mua cưỡi đúng không ạ? Hồ nặng nhiều mà sợ hồ có hôi đúng không? Là mình bỏ cả thịt và ném chả luôn. Thì bỏ chả thì ném, là sân cùi thì bỏ. Cái gì bạn ở chợ Tây Ba này đâu chứ? Đi bán 16 thôi, 53 thôi. Bán 7 năm thôi. Mẹ gì bạn mới để lại nghe gì bạn. Nhìn cái khó thì được có hấp dẫn. Nếu mình lấy mở, chẳng phải nạc. Có thể lấy một cục nạc không, mình này còn mở đi. Có chỗ không? Là... cái cách để mình làm thịt heo ướp ngon là sao vậy? Ướp à, lấy ướp. Nếm chay, bao giờ ướp nếm mặn, ăn ướp nếm chay là ướp nếm chay.
bánh đường, quốc, xà, hút điều, dầu, dầu gạo, dầu khử, dầu sơn. Một ký thịt ướp là bạn bà bấm gì? Chào chị bạn, 8 tuần bắt đầu làm có 202 có mà ai tới được tôi như bạn cấm đi. Chợ Tây Ba nằm ở khu vực phía tây của thành cổ Hòa Châu, một di tích lịch sử mà theo giáo sư tiến sĩ Nishimura Masanari, Đại học Osaka, Nhật Bản, đã nhận định rằng nếu không có thành Hòa Châu thì không có lịch sử của Huế, bởi Hòa Châu chính là nơi tiếp xúc văn hóa Champa với văn hóa Đại Việt, là nơi để Đại Việt làm cơ sở Nam Tiến. Thành Hòa Châu xưa đã từng chứng kiến những trận chiến của quân dân Đại Việt để giữ yên bờ cõi. Danh tướng Trương Hán Siêu, tác giả của Bạch Đăng Giang Phú, từng đến nơi này. Hai cha con anh hùng Đặng Tất, Đặng Dung từng quyết tử ở cửa thành Hòa Châu xưa và để lại cho hậu thế những vần thơ khí khái: thù nước chưa xong đầu đã bạc, gươm mày bỏng nguyệt đã bao lần. Thưa ông, thành cổ Hòa Châu có một tầm vóc nhất định đối với lịch sử của Huế và của cả dân tộc, nhưng có vẻ chúng ta khá thờ ơ với những di tích lịch sử nơi đây, đúng không ạ? Thành cổ Hòa Châu là nơi đóng lý sở của Tam Ti ở cái đất Hòa Châu này. Trước đó lại là thành Châu Rí của Champa. Chúng ta đã có những cái nỗ lực khai quật trong mức độ chỉ mới khám phá được nền của cái tường thành và thấy những cái lớp của văn minh Sa Huỳnh, văn minh Champa và văn minh của người Việt. Còn cái kế hoạch thăm dò khảo cổ một cách khá toàn diện thì chúng ta vẫn chưa có kinh phí để tìm lại cái quá khứ ngày xưa. Tuy nhiên đối với cái đất Huế này, thành cổ Châu Rí dưới thời Champa và cái thành Hòa Châu dưới cái thời Trần là những cái dấu tích lịch sử quan trọng của chúng ta. Trong thế kỷ 16, qua ghi chép của học giả Dương Văn An, chúng ta biết được rằng nằm kề cận với trung tâm chính trị quân sự Hòa Châu, một số chợ làng đã phát triển mạnh. Các chợ này có thể ra đời từ thời nhà Trần hay nhà Hồ. Tuy nhiên, phải đến cuối thế kỷ 16, khi mà người dân vùng Thuần Hóa đã bắt đầu cuộc sống an cư lạc nghiệp, thì nhịp độ của chợ mới phát triển nhanh hơn. Về mặt xã hội, sự ra đời và phát triển của một số chợ làng ở huyện Quảng Điền trong thế kỷ 16 đã góp phần hình thành nên phần thì của Hòa Châu, đánh dấu bước phát triển của vùng đất Thừa Thiên Huế trong buổi đầu của quá trình đô thị hóa. Cá này là mình nuôi luôn hả chị hả? Cá nuôi dưới con hồ con Thanh ạ. Năm nay thì cá được mua không hả chị? Người nào có thì kiếm được chục vài chục triệu, và người nào không có lẫn có đông nào hết luôn. Sao như vậy ạ? À, cũng biết nó sao nữa. Vực về cái nguồn nước là về cái sinh hoạt cái này là mình làm là mình hiểu được. Khi thả lỡ là bốn rạ cả cân, mà một đợt là bốn rạ, mà được tám rạ là có đông này luôn. Cái kia tôm là đi làm vừa buông, đi làm có một vài trăm rồi đi buông thêm kiếm thêm 5-70 nữa, vớt lên vài trăm thì bỏ xuống ăn vài trăm. Tôi hình cũng khó khăn lắm con, như gì đi là đi làm là chỉ ở cái cổng ở trong nước ra ruộng ra thành đang bị ảnh hưởng. Đi xem nước trong ruộng cá là bị ảnh hưởng, họ bơm thuốc, ô diệt ốc, bơm rây, cái nguồn nước ra thì đương nhiên bị xấu rồi. Để giờ thì chị gắn bỏ cái nghề nuôi cá này được lâu chưa? Là 20 năm, mới làm mấy năm đâu ạ, lỗ ơi là lỗ nhiều lắm. Rồi đi vô miền Nam làm ăn, rồi trả hết nợ cho, rồi ra làm ăn tiếp. Chợ Tây Ba cũng là điểm mua bán hàng ngày của cư dân làng Thành Trung. Ngôi làng nằm bên trong thành cổ Hòa Châu. Tên gọi Thành Trung thật ra là Thành Trong, nghĩa là làng ở trong thành. Do ngôn ngữ địa phương nên gọi thành Thành Trung. Địa thế của làng nằm ở vùng đất cao, thoáng mát, phong thủy đề hề. Trước mặt là sông, sau lưng là lũy thành dọc. Tất cả các nhà trong làng đều quay về hướng Đông Nam, hướng nhà tốt nhất của nhân dân ở miền Trung. Sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quỷ Đôn viết: năm 1471, khi dẫn binh đi Bình Chăm mở nước, vua Lê Thánh Tông sai Phạt Thóc Thuần Hóa làm gạo, phục vụ cho cuộc Nam Chinh. Như vậy,
Vào thời điểm năm 1471, thành Hỏa Châu có thể là kho lương thực và làng Thành Trung không thể hình thành trong thời điểm này được. Trên cơ sở đó, Thành Trung có thể hình thành khi thành Hỏa Châu không còn chức năng là thành lũy. Căn cứ vào các mốc thời điểm trên, thì làng Thành Trung có thể hình thành vào thế kỷ 17. Thưa ông, lịch sử của làng Thành Trung gắn liền với thành cổ Hỏa Châu ra sao ạ? Làng Thành Trung đến tù cư trên cái mảnh đất trung tâm của thành Hỏa Châu khi mà thành Hỏa Châu này không còn hoạt động nữa, tức là sau 1558. Vì thế mà người dân được khai phá những cái vật kho, những công đường và thành là vườn rau của cái cư dân phường rau này. Như vậy, cư dân Thành Trung được vinh dự cánh tác trên cái trung tâm của cái thành Hỏa Châu cũ khi mà chúa Nguyễn đã không còn sử dụng nữa. Làng Thành Trung là vừa rau của Huế. Cũng bởi là làng truyền thống trồng rau nên chợ Tây Ba dậy rất sớm, tấp nập người mua kẻ bán từ 3-4 giờ sáng, xỉ lẻ đủ cả. Mở rau, thao bạc. Câu nói nằm lòng của người Hỏa Châu xưa đã được các dì, các mẹ đón nhận và tiếp biến đến giờ. Ngoài việc tự cung cấp cho dân trong vùng thông qua chợ Tây Ba, rau Thành Trung còn tỏa đi khắp nơi thông qua hệ thống đầu mối lớn, có mặt ở hệ thống siêu thị và chợ đầu mối của Huế. Vì sao người dân làng Thành Trung lại nổi tiếng với nghề trồng rau? Giáo sư tiến sĩ Nishimura Masanari từng gia đình. Rau Thành Trung từng cung tiến cho vua Nguyễn và rất nổi tiếng với tên gọi rau Phường Thành. Bởi vì làng Thành Trung ở ngay trên mặt thành Hỏa Châu xưa, được bồi đắp qua nhiều giai đoạn, nên bây giờ đất đai của làng Thành Trung cao, không bị lũ lụt và phát triển được nghề trồng rau quanh năm. Chợ Tây Ba mình thì nổi tiếng là bán rau ngon và sạch đúng không ạ? Rau trong trong vườn sạch sẽ. Như rau mẹ bán ở đây là mẹ từ trong luôn sao ạ? Từ trong luôn. Một con ngủ dậy ra cắt bán rau, cải, xơ lách, đủ hết. Cái rau này là rau... Rau này rau sam. Rau sam. Rau sam dạ. Ăn tốt lắm con, ăn dạ. Bổ gan rồi. Rau sam ăn bổ gan hả mẹ? Mấy người mà bác sĩ mà mua, người mà mua 5.000, 10.000 vì thuốc. Mẹ thấy nơi sống của người dân bởi cái nghe trong cháu thì nó cũng đỉnh không ạ? Làm thì giờ trời, khi mà được mua thì tốt, mà con khi mà có sâu rây rồi thì có chứ mất mua thì bị hư thôi. Đấy, ngọn ấy, nặng chảy. Mẹ có đủ để trang trải không mẹ? Chào mẹ thu nhập, mẹ thu nhập ngày 20.000. Không ăn hàng, ăn hàng mà hãy trái. Thế như những cái mặt hàng rau như bạn ở đây của làng mình hay là mình để hàng ở nơi khác vậy? Cung nước xã, giống như là ở làng Tây Thanh, ở Thanh Hà, cùng ngang nữa. Bây giờ ý thấy có tiện đây này. Cái đây nó che ngón đúng không chị? Nó che mà con ngón là con rửa cho sạch, con cào cái vỏ này này. Dạ. Rồi con lấy cái vỏ ngoài, rồi con chùm nước, con lọc. Là nấu cái nước tiện ngon á. Cái thì có mắng là đúng không? Mắng nữa là kiểu trong lại mắng. Nói chung là mắng mình thì có mấy hăng, mà mắng này ngọt, ăn với bầu đỡ không có mắc luôn, sắc lại lời. Chợ Tây Ba cũng là nơi mua bán của cư dân làng An Thành. Ngôi làng nằm ở phía nam của thành Hỏa Châu và bao bọc ở một góc phía ngoài của thành Hoài. Trong tác phẩm Ô Châu Cần Lục do Dương Văn An nhuần sát tập thành năm 1555, không có tên làng An Thành. Nhưng đến năm 1776, trong phủ biên tạp lục, Lê Quỷ Đôn cho biết huyện Quảng Điền có 8 tổng, trong đó tổng An Thành có 16 làng. Đó là sự thú vị đặc trưng của ngôi làng nhỏ này. Trước năm 1667, làng An Thành có địa bà rõ ràng, được phép khai phá ruộng Quang Điền ở xứ Thành Trung. Đổi lại, phải nộp cho phủ chúa lúa tốt, lương và lệt ngon. Thưa ông, nhiều người cho rằng ngài khai canh của làng An Thành là một vị nhạc quan, để rồi con dân trong làng ngày nay rất giỏi lễ nhạc. Điều này có đúng hay không ạ? Đây là sự nhầm lẫn của là cụ Trần Kích. Cụ cứ tưởng rằng là trong những lời xưng tụng đầu tiên mà gọi là nhạc sinh khởi nhạc vân vân, ngài khai canh tức là phải là nhạc quan, nhưng không. Hai cái vị đứng đầu làng này thì ta biết là một ngài là quốc
Tự Giám Nguyễn Tiến Sinh là một cái người xuất thân trường Quốc Tử Giám. Người thứ hai là một vị con vợ là bổn thổ báo oai ti thiêm sự, không phải là vị nào về lễ nhạc. Tuy nhiên, tại cái vùng đất này về sau, con cháu của các ngài đã có một cái truyền thống về nhạc tài tử. Đó là cái lễ nhạc diễn sướng trong những khi làng tế, các cái nhà nhạc ở cung đình. Và đặc biệt là có những vị giai đoạn về sau này là những người tham gia phục hồi cái nhà nhạc và truyền dạy nhà nhạc khi đất nước là hòa bình. Chợ Tây Ba ngày nay, các mặt hàng đã nhiều hơn theo nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn đó những mẹ, những bà nhặt nhạnh những ruộng vườn quanh nhà ra chợ gom góp niềm vui cho cuộc sống. Đó là những hình ảnh thân thiết của quê hương mà như nhà thơ Hoàng Cầm đã thổn thức trong Bên Kia Sông Đuống. Chưa bán được một đồng, mẹ già lại quậy gánh hàng rong. Bữa cao bữa thấp bên bờ tre hun hút, có con cò trắng bay vùng vụt, lượt ngang qua dòng sông Đuống về đâu. Mẹ ta lòng đỏi già sầu, đường trơn mưa tành mãi đầu bạc phơ. Dì máy ở chợ này lâu chưa hả dì? Máy lâu rồi, máy còn mấy chục năm rồi. Cái nghề máy này con thịnh hành như xưa không ạ? Không, giờ không thịnh hành như xưa, công ty ra quá nhiều á. Giờ mình chỉ có làm ít khi máy đồ bồ lắm, làm bạc bạc thì nhiều. Một ngày thì mình sửa được khoảng tầm bao nhiêu bộ như vậy? Có nhiều ngày có, bao nhiêu ngày không, nhiều ngày cũng vài chục ngàn, bao nhiêu ngày cũng có, giống như ngày này ngày. Vì chợ đây là họ không bố, họ đóng luôn, vì chợ nhà quê mà. Vậy những cái thu nhập từ sửa đồ như vậy có đủ để mà trang trải không ạ? Không, hẳn cũng đủ, làm sao đủ ngày để con ăn học. Máy chập về xã trưa mình đi làm thêm quán, đi làm thuê thế. Dạ. Để thu nhập cho con ăn học mà. Mà sao gì không chọn mình mở một cái tiệm máy ở phía ngoài đường cho nó tiền đường đi lại hơn. Bởi đi hẳn có chỗ làm, nhưng mà của giò ra cũng có hàng lại làm. Giờ hàng công ty ra nhiều quá, vì giống như xịt hàng rồi nhiều. Ở dưới quê thì cũng vất vả thế. Một trong những nét độc đáo của làng An Thành, đó là lễ tế tổ nghề rượu vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Ruộng đất không nhiều, dân cư là ít, nên người dân làng An Thành quanh năm chủ yếu sống bằng nghề nấu rượu, chăn nuôi. Thu nhập từ nghề này giúp cho người dân có mức sống cao hơn cư dân chuyên làm nông trong vùng. Rượu An Thành là danh tửu một thời của vùng Hòa Châu. Làng An Thành có tên là Phường Rượu cũng vì thế. Huế cũng có nhiều làng nổi tiếng nghề nấu rượu và mỗi làng đều có mỗi bí quyết của riêng mình. Thưa ông, hẳn mỗi làng sẽ có một bí quyết riêng để rượu làng trở thành danh tửu. Nhưng mà tổ chức lễ tế tổ nghề rượu như là An Thành thì không có nhiều đúng không ạ? Đúng vậy, ta sẽ thấy là nghề nấu rượu của làng An Thành này gắn với cái sinh nghiệp của nhân dân ở đây. Và họ đã có những cái bí quyết để nâng cao cái độ ngon của rượu. Chẳng hạn là phải nấu đến 3 lần, nồi thứ nhất, nồi thứ hai và cả hai nồi điện hợp chung lại để nấu cái nồi thứ ba, cất ra cái rượu ngon hơn. Và cũng vì thế mà ta thấy ở đây từ thời Pháp nó đã đặt hạng rượu Sika ở trên đất này. Và dân làng có một cái truyền thống về tế tổ nghề rượu vào ngày mùng 9 tháng giêng, dân lễ tế lên hai vị thần rượu là Độ Khang Nghi Đức Tôn Thần. Thưa quý vị, về với chợ Tây Ba là về với những địa danh thân quen của một thời Hòa Châu lừng lẫy. Đó là những An Thành, Tây Thành, Tiên Thành hay Thành Trung. Những làng quê của một vùng đất huyền thoại, một thời là tiền đồn, là trung tâm của vạn lý trường thành ở phương Nam. Ở đó, ngày nay là một vùng quê nông nghiệp yên bình, trù phủ, xanh mướt những cánh đồng mẫu lớn của một vừa rau lớn nhất Huế với những thiết chế văn hóa của làng quê văn vật truyền thống. Thành cổ Hòa Châu đang chờ cơ hội để được hồi sinh, để những người con đất Việt sẽ về đây được đắm mình trong tiếng trọng trần, tiếng thẹt vang của những danh tướng Đằng Tất, Đằng Dung, hay đơn giản chỉ là tiếng loa thành rộn rã. Trên trời cao từ ngàn năm sự tình, trong giang khuya bỗng vẳng tiếng loa mô, lòng ta là những hàng thành quách cũ, từ ngàn năm bỗng vọng tiếng loa xưa. Những văn thơ hoài cổ của Vũ Đình Liên thay cho lời mời quý vị thêm một lần nữa về với chợ Tây Ba, về với một thời Hòa Châu lừng lẫy,
Trong năm chợ Huế kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.